Hi, Lê. Hello anh. Dạ. Yeah. Wow, ghi hình mệt không? À, cũng không mệt quá, cũng hơi vui. Hôm qua anh và anh Thủy đã đầu tư vào bóng chè bưởi. Anh mô tả vì sao mà anh đầu tư vào công ty đó? Thì bạn thấy ngay từ đầu tiên mình đã rất ấn tượng với bạn này rồi. Và khi bạn ấy tham gia cái chương trình này, bạn ấy đưa ra con số đề nghị đó thì 200 triệu cho 20% thì là gần như mình đã automatic trong đầu là mình chắc chắn mình sẽ đầu tư cho bạn ấy. Vì mình đầu tư vào một cái phương pháp nuôi dạy con, đầu tư cho một cái ý tưởng về khởi nghiệp từ khi còn rất bé và sẵn sàng đi theo một con đường rất khác thường. Như bạn ấy nói là cũng có cái sự hy sinh, không được chơi như các bạn khác, rồi không được có những thời gian dành cho những bạn khác, nhưng bạn ấy lại đổi lại, bạn ấy có được cái trải nghiệm mà tất cả rất nhiều bạn khác không thể có được về cái chuyện làm kinh doanh. Cũng có những cái hồi hộp, cũng có những cái thú vị, cũng có những cái mình cảm giác các cái cung bậc cảm xúc của bạn ấy trải qua nó cũng giống hệt như là một người trưởng thành khi mà start up một cái đứa con tinh thần của mình. Em thấy là bạn này rất là trưởng thành cho tuổi của bạn ấy, và những cái kinh nghiệm này em thấy là rất là quý, đồng ý với anh. Nhưng em sợ là nếu mà bạn ấy đi hướng này, hy vọng là bạn ấy không có quá mê về số tiền. Bởi vì nếu mà mình đã phát triển một công ty tới một mức nào đó thì đối với một bé, ví dụ là trong tương lai mà bé ấy 17 tuổi đi, có thể là vài trăm triệu, có thể là cảm giác là một số tiền quá lớn. Thì cái mà em đang sợ là bạn ấy đã quá mê về số tiền đó và không có tiếp tục học hỏi những cái gì khác. Thì mình đã thấy điều đó và mình có hỏi ngay, thì cái việc thành lập công ty thì cũng rất may mắn là mẹ của bạn ấy là người mà thấu hiểu cái điều này. Cho nên mẹ của bạn ấy là người chịu trách nhiệm về công ty. Đồng thời là mẹ bạn ấy cũng sẽ kiểm soát cái thời gian dành cho cái việc này của bạn ấy. Tức là các bạn ấy chỉ được bán vào dịp cuối tuần và chỉ được bán từ sáng cho đến trưa. Nếu mà có ế hay có thừa thì cũng dừng lại, chứ không được tiếp tục bán nữa. Thì mình nghĩ là cái đấy ok. Cái việc mà kể cả bản thân các bạn ấy có bán với một cái thời gian như thế thì các bạn sẽ tự tính toán được cái lượng tiêu hao, lượng tiêu thụ để các bạn sản xuất cho nó phù hợp. Chứ không nhất thiết là phải sản xuất hàng loạt và tồn kho hay là có những cái vấn đề gì rủi ro, cho nên mình nghĩ là rất là fine. Một trong những lý do là thực sự là mình cũng rất muốn truyền cái cảm hứng này của bạn Bống đến những đứa trẻ khác, trong đó có cả con gái của mình cũng tầm tuổi đó, và chắc là cái này mình sẽ dành cho con gái một cái cơ hội để được tham gia công ty cùng với bạn Bống, và các bạn ấy sẽ có thể là những cái partner tốt của nhau sau này. Biết đâu bây giờ từ một cái gánh chè bưởi nhưng mà sau này có thể trở thành một cái tập đoàn sản xuất những cái đồ ăn, đồ uống, shipping, đồ ăn nhanh, hoặc những đồ ăn uống, why not, đúng không? Tất cả đều có thể. Hoặc là bất cứ gì khác. Bởi vì những cái kỹ năng mà bạn ấy đang tạo ngay lúc này có thể chuyển sang thành tất cả những cái mô hình kinh doanh khác. Chắc chắn. Một cái rất thú vị nữa, tức là bạn trẻ, tức là cháu bé này nói những cái gì nó thực sự rất là ngây thơ, và rất là bạn nghĩ cái gì bạn nói cái đó, nó không có một cái bài bản hay là cái gì nó quá là chuẩn mực, hoặc là cái gì đó nó xa xôi, thậm chí là hoang tưởng như là một số startup khác mà chúng ta hay nhắc đến. Bạn nói rất hồn nhiên, bạn làm như vậy, bạn ấy bán như vậy, và nó như thế nào bạn nói đúng như thế. Thế đấy là một cái mình nghĩ là cũng là một cái bài học, thậm chí là cho cả những startup lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn cũng phải nhìn thấy là cái câu chuyện startup nó không có gì là như tôi nói, là luôn luôn là phải nói sự thật, nó như thế nào phải nói đúng như thế, nhưng mà tại sao chúng ta phải làm cho nó trở nên rất là hấp dẫn, như tôi gọi là thần thánh. Đấy là đây là một cái case mà khi mà mình đầu tư vào thì thực sự mình đầu tư vào bản chất cái câu chuyện đó, và bản chất vào những cái thông điệp mà mình có thể truyền đạt đến cho nhiều startup khác cũng như là thế hệ trẻ bây giờ. Là hãy nhìn vào thực tế, hãy làm những cái gì nó rất nhỏ thôi nhưng nó có giá trị hơn là những cái điều nó viển vông hoang tưởng. Và hãy tất cả mọi cái chúng ta không cần phải đợi thời gian. Thượng đế dành cho con người ta một cái điều công bằng nhất, đó là quỹ thời gian. Ai cũng có quỹ thời gian như nhau, nhưng mà cái việc sử dụng nó làm gì thì lại hoàn toàn khác nhau. Và vì vậy cho nên nó mới tạo ra những con người có những cái kết quả khác nhau. Cái này chứng minh rằng tuổi không thành vấn đề. Mình không bao giờ là quá trẻ hoặc là quá già để mình khởi nghiệp. Chắc chắn. Yeah. Có lẽ sẽ là một cái case lập kỷ lục Shark Tank Việt Nam về khởi nghiệp, đúng không? Một startup trẻ nhất đã được đầu tư. Và chúc mừng anh đã đầu tư vào một công ty rất là tiềm năng với một nhà sáng lập cũng khá tiềm năng. Ok, chắc là sẽ cố gắng sớm có được một cái cửa hàng chè bưởi ở tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho bé nhà Linh. Em sẽ là một khách hàng lớn nhất. Ok, thank you. Cảm ơn. Trong đấy nó sẽ có là một lần tìm nhà,
một lần đón sân bay, một lần làm tour hướng dẫn hòa nhập, có cả dịch vụ mới bọn em mới ra là dịch vụ cam kết về việc làm, tức là một bạn sinh viên sẽ được cam kết việc làm trong vòng 6 tháng thì sẽ thu đủ lại cái số tiền 13 triệu đã trả cho bọn em. Giống như là một cái gì đó hiển nhiên, mua giày là phải đau chân.